7 loại tiền ở đời, đừng bao giờ tiết kiệm. Càng tiêu càng đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung sướng. Đối với nhiều người, cách nhanh chóng nhất để giàu có, nếu không phải cật lực kiếm tiền, thì sẽ là tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Không phải người ta vẫn hay nói, kiếm nhiều đến đâu, ăn tiêu lãng phí, không có biết chi tiêu dè sẻn, rồi cũng hết đấy sao? Tuy nhiên câu nói này thì chỉ đúng trong một số trường hợp mà thôi. Còn lại ở một số khía cạnh, thì việc tằn tiện từng tí một thì không hề khiến cho bạn tiết kiệm tiền được mấy. Ngược lại, chúng còn khiến cho bạn mất đi rất nhiều tiền. Thậm chí có ngày hối hận. 7 khoản tiền dưới đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất. 1. Tiếc tiền, lo cho sức khỏe, đến lúc bệnh tật mới thấm cảnh lao đao. Có rất nhiều người thường xuyên bỏ lơ việc mua bảo hiểm y tế bởi vì nghĩ rằng một năm đi khám có đôi lần, mua làm gì cho tốn tiền. Thậm chí có mỗi người, mỗi khi ốm đau thì lại thường nhờ cậy bác sĩ Google hoặc là tự mình bắt bệnh rồi mua uống thuốc. Lý do cho những hành động trên là họ sợ. Sợ đi khám bệnh, đi bệnh viện thì lại tốn nhiều tiền. Trong khoảng thời gian ngắn hạn thì việc cắt giảm chi phí về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh đúng thật có thể giúp cho bạn tiết kiệm được vài trăm hay là vài triệu. Song những chi phí ấy có thể đội lên rất nhiều lần, thậm chí là lên đến tiền tỷ nếu sức khỏe của bạn xảy ra vấn đề nặng. Chưa kể rằng không có sức khỏe thì cuộc sống và chất lượng công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Từ đó chắc túi tiền của bạn cũng sẽ bị lao đao. Thứ hai, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, và cho đó là khôn ngoan. Với một mức thu nhập không cao, có nhiều người thường chọn ăn uống, sắm xanh những thứ rẻ tiền nhất để tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Họ chọn mua những bộ đồ giảm giá với chất lượng, mặc vài lần là hỏng rồi. Mua cả lố đồ sắp hết hạn để được siêu thị sale với chất giá, chất lượng khủng để cất chữ dùng dần. Rồi thì ăn uống càng rẻ thì lại càng tốt. Ngay cả cái tấm nệm cũng chọn loại rẻ nhất để mà mua. Những hành động tiết kiệm trên trông thì có vẻ là khôn ngoan thế, nhưng mà thực ra là lãng phí rất nhiều. Quần áo mà giá rẻ thì thường sẽ được không bền. Đồ mà cận đét, mua cả lố, thường sẽ không dùng hết. Nếu mà cố dùng lại thì lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Ăn uống mà đạm bạc có thể làm cho cơ thể thiếu chất, suy ngược đi. Đời người chúng ta đến 1/3 thời gian là nằm trên nệm. Nếu mà ngủ không ngon, sức khỏe suy giảm, tinh thần cũng sẽ không ổn theo, vân vân. Chưa thấy giàu có đâu, nhưng mà để giành được bao nhiêu tiền mà đã thấy quá chừng tác hại rồi nà. Nếu mà thu nhập không cao, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm bằng cách mua sắm, ăn uống với những mức giá, chất lượng phù hợp với bản thân. Đừng bao giờ cố sống cố chết để giảm thiểu chi tiêu tối đa với những món đồ rẻ tiền nhưng mà chất lượng thì lại không có. Cuộc sống tinh thần thoải mái chính là nền tảng tốt nhất cho bạn phát triển, kiếm thêm được nhiều tiền, chứ không phải là tiết kiệm xài cách, làm cho bản thân khốn khổ như thế. Thứ ba, biết rẻ những khoản chi cho gia đình. Chắc hẳn không ít lần trong cuộc đời, bạn đã từng nghe qua về những lời than vãn về quê dịp Tết, dịp lễ, sao đắt quá, đành ở lại thành phố thôi, khi khác về thăm gia đình. Hay là chuyện ba mẹ mình già rồi, sắm xanh đồ bình dân thôi cho họ cũng được, cần gì mà phải bày vẽ tốn kém. Đối với tâm lý chung của nhiều người thì đấy là những khoản tiền tiết kiệm khôn ngoan. Nhưng mà thực ra tiền mà dành cho gia đình là thứ không nên tiết kiệm nhất. Ai cũng nghĩ rằng không về lần này thì về lần khác, giờ chưa có điều kiện chi mạnh cho người thân thì được cắt giảm bớt, sau này có thì bù lại sao có sao đâu, còn đầy cơ hội báo đáp trong tương lai cơ mà. Cũng vì vậy mà họ chót quên đi thời gian
chỉ là hữu hạn. Những lần tiếp theo rồi sẽ tiêu biến theo thời gian. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ phải hối hận vì mình đã chót vô tâm, tiết kiệm cả thời gian, cả tiền bạc cho người thân yêu nhất. Đừng bao giờ để một ngày nào đó chính bản thân bạn lại phải bật khóc khi tiền bạc đầy ắp trong ví nhưng mà lại chẳng còn người thân bên cạnh. Thứ tư, đầu tư tiền cho bản thân, lãi tới chậm nhưng không bao giờ lỗ. Có một số ông bà cha mẹ vẫn thường nói: việc gì mà phải học thêm cái A, học thêm cái B làm gì cho tốn tiền, học trên trường là đủ rồi. Sau đó cấm cản con cái của mình học thêm những môn năng khiếu hay là kỹ năng mềm bởi vì sợ tốn kém hay là lãng phí tiền bạc. Tuy nhiên, đừng bao giờ tiết kiệm bằng cách cắt giảm những khoản chi để đầu tư phát triển bản thân. Bởi vì đầu tư cho bản thân không bao giờ là lỗ vốn hay là hoang phí đâu, chỉ là lãi, lãi nó đến chậm mà thôi. Việc bỏ tiền học thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn không thể làm cho bạn giàu lên ngay được, và còn có thể tiêu tốn nhiều tiền. Thế nhưng về lâu về dài, những cái khoản chi ấy sẽ ngấm dần nếu như bạn biết cách áp dụng vào công việc và trong cuộc sống. Đó sẽ là những công cụ hỗ trợ rất tốt cho bạn trên con đường thăng tiến. Đầu tư cho bản thân cũng đồng nghĩa với việc mở ra thêm nhiều cánh cửa, dẫn tới các cơ hội tốt đẹp cho bạn trong tương lai. Thứ năm, tiền mang về cho cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, cho ta hình hài và cuộc sống, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Bởi vì thế cha mẹ chính là người chúng ta cần phải biết ơn nhất trong cuộc đời này. Dù là giàu có hay là nghèo khó, có một điều quan trọng không thể phủ nhận, đó là cha mẹ luôn dành cho ta những cái điều quý giá nhất. Cuộc đời cha mẹ chỉ cho đi, chứ ít khi nhận lại, là những ngày tháng hết lòng hy sinh vì con cái. Cha mẹ là người xây cho ta những nền móng đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi một bước con đi, từng cái sự trưởng thành của con đều có dấu chân của cha mẹ. Chi tiền cho cha, cho mẹ là điều hiển nhiên và cũng là điều kiện tự nhiên mà những bậc con cái nên làm. Dù bạn có đang nợ nần hay là nghèo khó, đừng bao giờ chần chừ việc báo hiếu. Cũng đừng nên tính toán chi li từng đồng, từng hào một. Đừng tính toán bản thân của mình đã chi cho cha mẹ bao nhiêu tiền. Tiền mà bạn đưa cho cha mẹ nên xuất phát từ lòng hiếu thuận, sự tôn trọng và tình cảm của bạn dành cho họ. Hãy đền đáp công lao rộng lớn của cha mẹ một cách xứng đáng, cân xứng với những gì mà bạn đang có. Ngoài việc đưa tiền cho cha cho mẹ thì hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho họ. Đưa cha mẹ đi chơi, đi du lịch hay là đi ăn những món ngon, mua những đồ đẹp cho cha mẹ. Đó là những điều có hiếu nên làm. Thứ sáu, thời gian là vàng bạc. Có tiền thì cứ bỏ ra mà mua. Chỉ vì ở căn nhà ngoại thành thuê rẻ hơn ở trung tâm 1 triệu, nhiều người chấp nhận mỗi ngày mất gần 1 tiếng để đi làm. Chỉ vì đi xe buýt rẻ hơn thuê taxi, nhiều người lại chấp nhận dậy từ sớm, chen chúc và ngồi mấy tiếng liền để đợi tới công ty. Đấy là một số ví dụ điển hình cho việc tiết kiệm nhưng mà lại lãng phí thời gian. Những khoản thời gian có thể mua được bằng tiền, hãy cứ chấp nhận chi ra. Bởi vì lẽ những khoản thời gian ấy bạn có thể tận dụng để phát triển thêm cho bản thân mình, dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp, thư giãn, nghỉ ngơi để sức khỏe của mình luôn được tràn đầy. Chung quy lại là chi tiền để mua thời gian đều là những khoản chi xứng đáng, có thể sinh lợi về sau. Thế cho nên đừng bao giờ tiếc tiền cho chúng nữa. Thứ bảy, đầu tư cho quan hệ xã hội. Các mối quan hệ xã hội rất cần được chú trọng và đầu tư. Bạn cần phải có bạn bè, có người quen, có công việc. Đó là những thứ rất cơ bản để tìm được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là để mưu sinh. Khi bạn có niềm vui thì bạn bè sẽ có mặt để chúc mừng. Khi bạn bè gặp khó khăn,
ngoài việc động viên về mặt tinh thần, họ sẵn sàng dành một khoản trợ giúp về mặt vật chất, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Một người mà luôn sẵn lòng chi tiền cho người khác là một người trách nhiệm, xuất phát từ sự tự nguyện và sự hy sinh. Sau đó bạn sẽ nhận về nhiều giá trị thế, hơn thế. Có thể là sự chân thành từ bạn bè. Đó cũng có thể là hành động đơn giản nhưng mà lại ý nghĩa. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ giúp bạn như những gì bạn đã giúp họ. Kết, chi tiêu thông minh không đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay là tằn tiện quá mức. Sống chết bảo vệ từng đồng từng hào trong ví của mình. Chi tiêu thông minh là biết cắt giảm những thứ vượt mức của bản thân. Dùng tiền có mục đích để giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp, thoải mái. Thế cho nên hãy cứ mạnh dạn chi tiền vào việc xứng đáng, để không bao giờ phải hối tiếc hay là phải nghĩ thầm trách. Giá như hồi đó đừng thì cuộc sống bây giờ đã khác.